Rồi chào anh em ha. Thì bữa nay anh em hỏi là gà bị dịch nuôi sao và mình phải làm cách nào. Thì mình nói với anh em là mấy bữa nay mình lướt mình thấy trên TikTok rồi lướt này nọ, hay mình thấy là gà dịch, em qua anh em quay bị dịch rất là nhiều. Thì lúc mà gà bị dịch xong á, anh em mới lấy gắt lấy vô bột anh em gắt gắt đầy chuộng vậy. Thì hồi đó mà nhỏ mình cũng không biết nè, hồi đó mình nói mình cũng thịt chứ, mình thấy là gà bệnh mỗi lần bệnh cái mình thấy người ta mua vô nó gắt cái mình cũng đi mua vô bộ mình gắt cái chuồng. Mà sự ra nó không phải như vậy, gà bị bệnh á là đi theo luồng gió chứ không phải là nó đi theo cái mầm bệnh là con gà đi phân trong chuồng. À nên nhớ nha, cái luồng gió nó đi mấy cây số là anh em nhiều lắm nha, chạy dài mấy cây số đó. Hầu như là nếu mà đi tới rồi là gà dịch anh em chị không nổi. Nhưng mà nó phòng ngừa như thế nào, anh phải nuôi gà ra anh phải đi ý, anh phải có thuốc sẵn và để những cái gì đó mình cần thiết để sẵn ở nhà ở chỗ mình nuôi à, không phải là có vô bột nữa. Thì mùa này gà bệnh này nọ cái anh em chích vaccine. Mình nói anh em rồi, vaccine nó không phải là cái thằng thánh mà để giúp cho gà anh em không bị heo. Còn nhiều anh em nói là vaccine chích vô gà bị này bị đai á, thì anh em số thường người ta mua vaccine giảm, vaccine giảm, vaccine giả, gà chích vô gà nó mới bị bệnh. Và mình xin thưa với anh em luôn, mình khẳng định với anh em là không có người bên thú y nào dám bán các vaccine mà giảm cho anh em hết, vaccine giả cho anh em hết. Nên mình khẳng định cho anh em nhớ nha, không ai bán hết. Anh em mua đúng phải đúng thú y nha, chứ đừng mua qua tay người nào chứ nữa. Mua đúng bên thú y. Tại vaccine là sao? Vaccine là không để ngoài không khí bình thường được, nó phải trong cái không khí lạnh. Lúc nào vaccine người ta bán cho anh em đem về lúc nào phải có một cục đá trong đó, cục nước đá đó, là trong vòng bao nhiêu phút bao nhiêu lâu anh em phải lấy ra chích, trong vòng bao nhiêu lâu phải hết cái vaccine đó. Chứ không phải vaccine như là hút bình thường anh em để ngoài bình thường thì không phải. Và không ai dám bán hút giả hết. Thì mấy bữa nay cũng là ngày những cái ngày mà thanh tra người ta đi kiểm tra mà cái những cái hút bên thuốc y bên ngành này nọ, ngành dược ta bán cho anh em, ngành dược thuốc y á đó, người ta bán, người ta sẽ đi thanh tra kiểm tra từng cái cửa hàng thuốc y. Anh hiểu nha, từ cá tới gà, vịt, heo, trâu, bò, tất cả các loại thuốc. Không có một người nào mà dại dột bán cho anh em cái thuốc vaccine đó gì không có nhiều tiền mà để người ta bị phạt một cái rất là nặng nề, dẹp luôn. Cho nên mới có khi là người ta phạt nó mà người ta đóng cửa luôn á. Nên mình giải thích nói cho anh em hiểu vaccine và những thuốc trị gà, thuốc những cái thuốc mà trị vô gà này nọ cho anh em á. Mình nói anh em những cái sản phẩm mà bên thuốc y người ta đã bán cho anh em là những sản phẩm đó đã được kiểm định, kiểm định nha, kiểm định hết. Muốn đăng ký bán một cái sản phẩm đó chứ không phải là như trên mạng mà anh em muốn bán cái gì anh em pha anh em bán không phải nha, nó rất là khó anh em, không có giỡn đâu anh em. Nếu mà thanh tra lại tiệm nào tiệm đó là nó nói là em phải đổ mồ hôi á, người ta kiểm tra những cái đơn hàng của anh em, những cái chai thuốc của anh em cũng như chai thuốc gì đi, trong đây nó có thành phần thì nó phải giống cái thành phần như vậy không, người ta sẽ kiểm định lấy cái mẫu đó, những cái thuốc đó, những cái thuốc đó người ta đi kiểm sẽ đem kiểm định hết. Nếu mà anh em không biết cái nha, anh em nhập cái lô hàng giả, những cái thuốc nào bên quy người ta bán cho anh em đều phải có hóa đơn chứng từ đơn nhập và đơn bán. Đơn nhập đơn bán là như thế nào? Đơn nhập vô là như cái thuốc này người ta nhập vô ví dụ là bao nhiêu tiền, và cái giá bán ra, cái đơn mình giá bán ra là phải bao nhiêu tiền, quy định đàng hoàng chứ không phải là anh em muốn bán cái mua nhập vô như vậy anh em muốn bán bao nhiêu là anh em bán. Bởi nhiều anh em không hiểu, nhiều anh em mua bên cái mà bên những cái phiên like của những cái mà tiệm thuốc y, người ta phiên like người ta bán thuốc y cho anh em á là cái giá đó giá đúng. Còn cái giá mà như là như mình đi, bởi khi nào đâu khi nào mình nói giá thì đúng không, hay là những cái người nào đó lấy thuốc gì bán cho anh em thì người ta bán giá khác. Còn những cái bên mà bên chiên thì bên thuốc y người ta lấy thuốc gì người ta phiên like người ta bán cho anh em á
là những cái giá đó không được bán đồng bậy đồng bạ nha. Nó công khai là trong đó là bán nhập vô bao nhiêu là bán ra bao nhiêu, nó trên là cái mấy đồng thôi, chứ không phải nhìn em muốn mua cái thuốc về anh em bán bao nhiêu bán. Nhưng sự không phải, không có hút đá nha anh em. Nên nói em nghe, hút gà mà đi đá đó là không có hút nào cho anh em hết nha. Mình khẳng định với anh em, không có hút nào mà kêu là hút nhập hay là hút nào trên nha. Hút thú y là phải đăng kiểm. Đăng kiểm là như thế nào? Đăng kiểm mà kiểm là kiểm định này nọ, đang bán một cái chai hút đó, cái hiệu đó. Mình thí dụ như cái chai đề xa đi, là bên thú y ta có đó đúng không? Nhưng mà thí dụ chai đề xa 100 ml đó, thì người ta đăng ký 100c, nhưng mà giờ ta muốn đăng ký cái chai bán chai nhỏ 20c, người ta phải đăng ký rất là khó. Người ta đăng ký rất là khó. Rồi là người ta mới chấp bên những cái bên mà bên ngành người ta chấp nhận á, cho nên sản xuất ra nên bán cái chai nhỏ đó, thì anh em mới được bán. Còn những cái chai hút gà đá này nó là không có nha anh em. Không có trong cái không có chứ đừng có nói là cái hút đó là cái hút là độc quyền này nó hết nhập nha, không sự có nha. Nên mà giải thích cho anh em hiểu, mình sẵn mình nói luôn. Là chai hút bán cho anh em, người ta làm rất là khó khăn. Không phải là muốn bán cho anh em cái chai hút là nó vậy đâu. Người ta thanh tra đi kiểm định là trong cái chai hút của anh em có thành phần giống như trong cái thành phần trong đây không, hướng dẫn sử dụng không, và cách mà cái hút nó có cái gì không. Nó khó lắm cho anh em biết. Bây giờ không có ai mà dạy dột bán cái vaccine giả cho anh em hết, vaccine giả cho anh em hết nha. Vaccine là chích cho gà anh em như thế nào? Chích để gà anh em tăng sức đề kháng, chứ không phải là nó con gà bệnh chích vô nó hết. Nhiều anh em mới chích vaccine vô cái gà người ta bên đây nó chết, cái gà anh em không chết, cái anh em vui, anh em nói là vaccine anh em tốt, vaccine bên kia giảm. À đúng, không đúng cách, đủ thứ là vaccine giảm, sự không phải. Không ai dạy dột bán cho nên cái lậu đó mà lại không nhiêu tiền mà để người ta phạt một cái làm nặng lắm anh em. Mình nói hỏi thiệt nha, hỏi thanh tra mà người ta mà ghé tới cái chỗ nào là chỗ đó có đổ mồ hôi á. Cái hút nào anh em được bán, hút được không được bán nha, chứ phải là muốn bán cái nào bán. Bởi vì đừng có nói là hút đá là hút nhập với chính anh em, không có. Tại vì muốn bán một cái sản phẩm á là phải dễ cái nè, mình nói thiệt luôn, không phải dễ đâu, nó khó lắm, trăm bề. Đâu có ai Việt Nam ai sẽ chứa hút cho anh em đi đá gà đâu, đúng không? Nó chỉ là hút là B12 những này có, những cái hút đó là giúp cho con gà anh em nó khỏe này nọ thôi, chứ sự ra mà kêu mà để nuôi cho anh em hút cho anh em đi đá luôn thì nó không có. Là những cái hút đó người ta bán, người ta pha ra, người ta làm sản phẩm này thấp kia, nên mình nói cho em hiểu luôn, chứ không có thị trường nào mà làm hút đá cho anh em ở Việt Nam đó. Người ta kiểm định rất là khó nhặt nha. Bởi vì mình phải, tại sao mình kêu anh em đi ra mà tiệm thú y mua, ở đâu thú y mua ra thú y là không có bán thuốc giảm, nhưng mà tùy theo anh em mua cái thuốc đó anh em sử dụng đúng không thôi. Như mùa này gà dịch bệnh, anh em đi bán mua cái gì? Anh em mua kháng sinh. Còn nhiều anh em để dây lắm, chích vaccine rồi cái gà không sao, tới giờ gà mà lùn gió á, cũng như bên hai bên, bên trái bên phải, là cái bên trái nó đang bị gió dịch thì gà bên nó sẽ bị nhiều lắm, cũng như cái chất tượng thôi, cái chất tượng thôi cho nên biết nó hiện luôn cái chất tượng thôi. Bên đây là bệnh này, bên kia là người ta không bệnh, thì người ta cứ ngỡ là ta chích vaccine là gà ta không đi, bên đó chích vaccine giảm thì không có nha anh em. Vaccine nào cũng tốt hết, đừng có vaccine giảm nha, vaccine nào nó cũng đạt hết. Nhưng mà gió tới rồi không biết nhìn con gà bệnh, biểu hiện bệnh con gà vaccine rồi á nha, nếu mà biểu hiện nó mới bệnh á, anh em chích thuốc gà bệnh vô đi, con gà nó hết lẹ lắm. Tại sao? Sức đề kháng nó có. Còn không sử dụng vaccine mình cũng trị bệnh bình thường, kháng sinh. Cái thuốc mà mạnh nhất để mà giúp cho gà anh em qua cơn dịch bệnh là kháng sinh bột. Và con mắt của anh em phải nhìn biết con gà đang bị bệnh. Cũng như nguyên bài gà đó, mình thấy nguyên bài gà đang đi mà có một con nó hay buồn hay đứng lại thôi, thì anh em nhìn thấy con mắt của con gà lúc nào chỉ máu cũng đổi đỏ bự hơn. Là chỉ máu đỏ bự lên là con gà đang bị sốt. Và có con đang đi bình thường mà nó cánh nó hơi sợi chút xíu, nó hơi phải cánh, con gà cũng bị sốt. Những cái sốt đó gà đi rất là mau,
Còn những biểu hiện như khò, khè, sưng mặt là mình nhìn mình biết rồi. Anh ấy nhìn lại nó khò thì đứng đợi thấy nó chặt 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 mới đứng nghe nghe nó khò khò là biết con gà nó khò. À, sưng mặt thì thấy con gà nó mắt nó sưng mới lại mặt nó sưng, mắt nó chảy nước mắt là sưng mặt. Hay là con gà anh em đứng cái tự nhiên nó đi phân này phân kia, phân xanh này nọ thì anh em biết là con gà bệnh. Còn con gà đang đi bình thường một hồi quay lại nhìn tự nhiên nó đứng nó hơi sững lại, con mắt của nó chỉ máu nổi đỏ lên là con gà đang bị sốt. 100% bắt lại con gà anh em đang nóng. Mà nó đang sốt, đang nóng á, mà không có hút vô thì đảm bảo gà anh em đi. Đảm bảo gà anh em đi. Nha, mình nói cho anh em hiểu nha. Bởi mình nói anh em á, muốn xài thuốc, sử dụng thuốc á, phải biết là sử dụng hợp lý và mình phải có con mắt nhìn con gà đang biểu hiện bệnh. Chứ không phải đợi bệnh rồi mới đi cắt vô bột. Hay là thấy người ta gà bên kia ra đang bệnh, cái bên này mùa đang bệnh, cái bên đây muốn chích vaccine. Anh em đừng nghĩ chích vaccine nó tốt, vaccine nó cũng có tác dụng phụ trong đó, chứ không phải là nó ảnh hưởng sau này có con bị này bị kia. Thì nói chung là cái lúc mà dịch cúm anh em biết rồi đó, dịch Covid á, thì anh em chích vaccine anh em sẽ hiểu là vaccine chích vô nó khó chịu qua nào, anh em biết không, nó giật mình, nó sốt nè, nó nóng lạnh nè đó. Thì anh em là có chích vaccine anh em đã hiểu vaccine nó tác dụng như thế nào, và con gà nó cũng như vậy. Có con gà vaccine chích vô là nó cút cổ luôn, cút gũ luôn, chịu nổi, nó giặt con gà dữ lắm. Và có con nó tác dụng phụ là như thế nào, cái chân con gà nó bự lên, nó có bự lên, nó có, và nó ảnh hưởng về sau này luôn nha, nó bự từ 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 và nó sẽ bị găng cơ đủ thứ chuyện đó. Anh em mà chích vaccine rồi anh em sẽ biết tác dụng phụ của những cái vaccine, nhưng mà có con không chứ phải là vaccine là bị hết. Nó cũng trường hợp vaccine là nó sẽ ảnh hưởng tới này tới nọ, con gà mình nó rất là nhiều rồi. Anh em nó phải lầm tưởng vaccine là như thế nào. Chích hồi đó giờ nuôi gà nó không sao, mà chích nghe là người ta chích vaccine vô cái gà nó đại luôn, cái đó là vaccine. Thật sự nó không phải như vậy. Vaccine là liều thuốc tinh thần cho người nuôi thôi. Tao có ngừa bệnh rồi, ỷ y như vậy thôi. Nhưng mà tới gà bệnh gió tới rầu là anh em đâu có thuốc, anh em trở tay không kịp, đúng không? Trở tay không kịp, gà anh em đi lẹ lắm, bị sốt là mình nói là chút xíu thôi, là trong vòng chút xíu là gà nên đứng rút đầu là tím đầu gục hết, thiệt nó rất là lẹ luôn. Bởi từ cái con gà con tới con gà lớn mình nuôi á, anh em phải có thuốc khác sẵn hết, những cái kháng sinh mua để sẵn hết cho mình. Biết sao? Tại vì có một con bệnh thôi là anh em thấy biểu hiện bệnh một hai con là bắt đầu anh em phải trộn kháng sinh cho những con khác ăn. Kháng sinh bột của tiệm thú y nói là kháng sinh mà ngừa bệnh á, kháng sinh tốt mạnh á, đó người ta sẽ đưa cho anh em. Vậy người ta anh em có hỏi người ta là cái kháng sinh nào mà nó pha được hai gói luôn, hai gói nó pha lại, người ta sẽ lấy hai gói, chứ không phải là anh em muốn lấy kháng sinh này pha kháng sinh kia, không phải nha. Nó sẽ có một cái bảng hướng dẫn cho anh em là cái thuốc nào, cái thuốc này thành phần này và pha được thuốc này, thuốc này pha được thuốc này, chứ không phải là anh em muốn bạ cái thuốc nào anh em pha vô được nha anh em. Nhớ nha, cái thuốc kháng sinh bột á, nó phải có một cái công thức là anh em nhìn cái thuốc này như thuốc A, B, C, D gì đó, thì cái thuốc A này nó sẽ pha được với thuốc C, nhưng mà nó không pha được với thuốc B, cái thành phần nó không có pha được. Chứ không phải là mình bạn cái mình mua cái thuốc đó mình về mình tự mình trộn, sự nó không phải. Bữa nay mình nói cho em hiểu, sự nó không phải như vậy. Bữa nay phải hỏi người ta, tại vì người ta có cái bản hướng dẫn pha cách pha cái bài kháng sinh đó, người ta có hết. Chứ học nhiều chứ cũng đâu có nhớ nè, phải lâu lâu phải dòm hướng dẫn chứ sao biết, cũng như cái giá cả thị trường anh em muốn bán cái gì đó phải có cái giá đó, bây giờ cũng nhiều cái thuốc nẻo kia nhóc trên sao nên nhớ, chứ không phải là anh em muốn mua cái thuốc đó thì thuốc đó thì anh em pha nha, không phải. Bởi vì mình khi cái kháng sinh mấy cái thuốc mà mình đưa cho anh em câu này nọ đó, anh em mình kia nên pha, thực sự là nó phải giống như vậy, chứ không phải là mình bạ đâu anh em. Mình mua cái thuốc nẻo kia mình pha không có đâu, nó phải có công thức là cái thành phần trong cái thuốc kháng sinh đó, cái gói đó cái đó nó pha được với nhau. Chứ không phải là anh em lấy là ví dụ như anh em lấy cái kháng sinh mà đủ vi trùng là viêm phổi gì đó, cái anh em pha với cái kháng sinh sinh phù đầu này nọ khác nữa, chứ nó không phải đâu. Nó phải có công thức hợp với nhau nó mới pha được. Cái gì phải qua thú y mình hỏi người ta, cái kháng sinh mà mấy gói nào nó pha được á mà nó loại tốt
người ta sẽ lấy cho anh em là cái gấu đó nó phai ra được, người ta mới bán cho anh em, chứ phải là người ta bóc đại cái đó gì anh em pha đâu anh em, chứ phải là dở. Bởi vì sử dụng cho đúng cách nó con gà anh em nó hiệu quả nha. Mình phải nhìn biết con gà nó biểu hiện bệnh nữa, nó biểu hiện bệnh thì mình xịt mình tiếp cái gì. Những con gà nào như cái hút, như mấy cái hút, mấy cái hút này đi như Lycosin hay là đời xa gì đó mình chỉ cho anh em, cũng như là anh em nói là một con bệnh, hai con bệnh gì đó, lấy bốn năm một kia không bệnh, có chích không? Không có chích. Con gà nào bệnh mới chích, tại vì hút là trị bệnh chứ không có hút phòng bệnh. Bệnh thì chích, bệnh thì trị chứ không có phòng bệnh được nha anh em, không có nha. Cái phòng bệnh của gà là kháng sinh. Cho dù anh em chích vaccine rồi, anh em cũng phải sử dụng kháng sinh thôi. Vaccine cũng là kháng sinh nhưng mà anh em phải sử dụng kháng sinh bột thêm. Nó có dạng bột là pha nước trộn thức ăn cho gà nguyên đàn anh em ăn, cũng như cái hào của nó bao nhiêu ký, anh em trộn thức ăn cái bao cái hào đó đi, cái hào lúa thức ăn gì đó anh em cho gà ăn đi, anh em phải trộn vô trong đó, không phải là mua hai gói trộn hết, trộn một lượt á, không có, anh em phải trộn hai gói đó, nhìn như một gói sinh với anh em pha một cái hũ, rồi anh em múc ra từng muỗng gì đó, anh em pha cái lượng tùy theo anh em nay em nghe chứ mình hàng chỉ sao biết hết em đó, anh em pha như vậy đó thì nước cũng đều pha kháng sinh và thức ăn đều trộn kháng sinh. Rồi con nào bệnh á thì mình chích riêng, còn con nào không bệnh nó cứ ăn vậy. Nhiều con gà nhát nó không được, cứ trộn cho nó ăn tự động nó hết nha. Đó chứ đừng có bao giờ mà anh em nghĩ lại em mua cái gói đó và gói đó anh em về tự anh em pha anh em trộn giữ bãi, không được nha anh em. Cái gì nó cũng phải công thức của nó nha. Cũng như vậy hút chích đi, hút chích nước nè, thì cái nó để là chữ là chích vô bắp thịt hay chích vào da nó cũng đều có hướng dẫn trong đây hết nha. Thì chích ngoài da thì anh em bị áp xe là nó chích nó bị da nó về hú nó không chạy á, nó bị lắm. Cũng như là cái mấy cái thuốc mà cái hút mà dạng hút bột mà pha nước cắt vô là không pha được cái hút nữa hết, hút bột là không pha được hút nữa hết. Cũng như những cái hút chích này nè, chích trị bệnh đó, kháng sinh đó đều pha đều được hết. Cũng như những cái hút bổ như B12B gì đó anh em cũng đều pha được hết, chứ không lấy hút bổ pha với kháng sinh nha, không được. Anh hiểu không? Kháng sinh là mình pha kháng sinh khác vô được. Cũng như B12 hay là B15 cái những cái chai thuốc này đó thì nó pha với nhau được. Hút bổ pha với nhau được, kháng sinh pha với nhau được, chứ kháng sinh không pha với hút bổ được. Anh em nhớ mình nói vậy anh em tự hiểu ha. Chứ không phải là anh em muốn xài thuốc là xài lung tung luôn nha, không có đâu. Nó phải có nguồn gốc hết nha, nó phải có nguồn gốc hết. Nhưng những là hút pha để không lâu được, cũng như cái mấy gói kháng sinh bột đó thì anh em pha trộn rồi đó, nhưng mà anh em sử dụng mình phải đặt nắp kính, nhưng mà anh em để được có bao nhiêu ngày thôi nó sẽ hư, cái thành phần nó sẽ phản kháng với nhau, nó hư, thuốc nó hư, chứ không phải là anh em pha xong đậy nắp lại để gì luôn là nó được, nó sẽ hư. Những cái loại tất cả các loại thuốc mà trị bệnh này nọ anh em pha lấy nhau là để thời gian lâu nó hư, nó không để lâu được. Nó một thành phần giống của nó vậy thì nó không sao, còn nó pha vô rồi là hút sẽ bị hư nha. Đó mình nói cho anh em hiểu, mình muốn mua gà mùa dịch bệnh á thì mình phải có kháng sinh, phải có kháng sinh, chứ đừng có nghĩ vaccine là con thằng thần thánh, vaccine là liều hút tinh thần cho mình thôi. Cũng như anh em thấy bên đây gà bên đây bệnh, cái anh em thấy gì cái rồi đang bị bệnh cái vaccine nó gì chích đại hết bà cày đi, chích hết đi không sao hết, rồi vaccine vô rồi là gà nó không sao. Nhưng mà gió tới cái gà anh em không có, anh em đâu có trở tay kịp đó anh em, biết thì gà gió tới rồi thì gà anh em lật hết. Con gà có chích kháng sinh rồi thì mình đưa hút vô con gà nó mau hết hơn những con gà bình thường, hay là những con gà bình thường từ nhỏ anh em đã nuôi nó quen kháng sinh rồi á, sức đề kháng nó đã mạnh rồi, tới dịch bệnh tới thì mình cũng kháng sinh đó thì con gà nó cũng không bệnh, nó có ít bệnh đó, tại vì nó ăn sức đề kháng nó tăng vậy hoài. Nhưng mà phải đổi hút thuốc kia, chứ phải là xài khứ hoài, cũng như là con gà mình đang bệnh mình phải xài hút này rồi thời gian phải xài hút khác, chứ phải hút xài hoài là nó sẽ bị lờn thuốc, nó bị lờn con virus nó lờn đó. Mình nói anh em hiểu không, nuôi gà là phải nhạy bén trong những cái tình hình đó, chứ không phải là con gà bệnh rồi mới chị mới mua thuốc, đó là quá trễ nha, phải mua sẵn hết. Cũng như con gà đang đứng nó biểu hiện bệnh là nó chích liền, cũng như những cái thuốc như bên mình đang sử dụng như ba cái này
mình chỉ anh em xài chứ không phải là mình đưa ra để mình bán cho anh em mua không có thì mình bán thôi. Thực sự ra không phải là mình muốn bán cái này cho anh em, nó không có lợi nhiêu, mình là biến nó, mình thấy cái nhiều khi anh em bơm hàng mình trả về mình lỗ tiền ship nữa, đúng không? Mình chỉ thôi, những cái hút này mình đang sử dụng bên cái chạy của mình, chạy gà mình nuôi, mình đang sử dụng những cái này, mình thấy con gà nó hơi buồn biểu hiện bệnh, lại lingocin nè, nắp vàng nè, đúng không? Đời xa thì mình rút cái hàng lingocin này 40, đời xa 30 mình chích liền đó. Còn cái chai titan này á, mình rút ra dạng nước anh em, nó dạng nước mình bóp liền nửa ống vô miệng đó, tới chiều mình bóp thêm nửa ống nữa. Chứ anh em đừng có nghĩ đọc hướng dẫn để gà nhỏ, gà tre nhỏ 2-3 giọt, gà lớn 5-6 giọt, 7 giọt, thì không phải anh em bóp đại đi, không sao chứ. Con gà nhỏ bóp nửa ống luôn, chưa nhầm gì đó, nó biết. Nhưng mà hút này mình xài, mình thấy kết hợp những cái này á, mình thấy xài nó rất là hiệu quả. Nó cứu rất là nhiều gà của mình. Còn nhiều anh em mua hút về, này hút của mình, này hút về, gửi cho anh em ăn vớ, nó thở chích vô gà đi luôn. Tại vì gà anh em không biết chỉ, không biết nhìn. Con gà mới biểu hiện bệnh á, mình mới xử lý là nó còn mạnh được. Con gà mà anh em để con gà anh em nó ủ bệnh, nó rút cổ hay là tím đầu, tím mặt hay là tím của mình luôn, anh em hút hút gì chị. Rồi mình gửi hút lên cho anh em thiệt á, mình gửi lên cho anh em luôn, nhưng mà con gà đó đai rồi, những con kia đây ủ bệnh trong mình. Anh em có biết con mẹ gì đâu, anh em để con gà anh em rút cổ cái anh em cái chích. Đó là nó chảy rồi. Nó chảy rồi anh em thấy không? Gà bệnh là phải xử lý kịp thời, kịp lúc, con gà nó mới mạnh được. Mình nói với anh em nhiều khi hút á, mình đi chích thuốc gà tối 7-8 giờ, 8-9 giờ mình đi vô mình bắt gà mình chích bình thường đi. Mà tới nhiều khi á, ban ngày bắt được ở đâu, phải khuya tối đi kiếm bắt nó chích nó. Nhưng mà con gà nó ngộ lắm, anh em chích xong em thả thì nó hết, anh đừng có nhốt lại con gà nó bệnh thêm, nó kỳ cục vậy đó. Mình chích xong á mình thả đi thì con gà nó đi tới đi lui về mình không sao. Còn những con gà mà nó bị bệnh từ nhỏ mà nó rút hoài, nó chị đảm bảo không bao giờ hết. Nó bị tới lớn luôn, nó ốm, nó xì thì hoài. Anh em hỏi mình thuốc gì mình trị anh em, mình chỉ anh em trị, nó đâu hết. Anh em phải hiểu nuôi gà, anh em phải hiểu nguyên tắc bệnh của gà. Anh em kết hợp thuốc nó mới xử lý kịp. Còn không có xử lý kịp á, gà anh em đi cái anh em đó thừa đục lum lai nữa. Bởi vì khi bán thuốc cho anh em thì nọ mua dùm á, mình cũng làm biến lắm. Anh hiểu không? Thì cũng làm biến lắm. Tại hút chị gà hết á, hiện nó mình bắt hay chị hay, còn gà nó đai luôn á, nó mình chỉ hút tàu lao, hút sờ lờ đủ thứ trên á, mình đâu có cần em mua đâu. Thì á, nhiều người á, mua hút xong bán vốn mà trời chích vô sao kỳ á, gà đi luôn, tại vì này không biết bệnh, không xử lý hết. Những con gà nào bệnh mình chích, còn gà không bệnh mình chọn kháng sinh cho ăn chỗ thì nó mới hết được. Và mình phải trộn như thế nào, chứ không phải là mua hai gói về đổ đại đóng vô cho anh em nghĩ là trộn nhiều là gà nó sẽ mạnh hơn, hút này nhiều con gà nó mới hết, trộn ít không thấm. Thật sự anh em nghĩ vậy là bậy hết, nó không đúng. Cũng như anh em thấy là như hút nam anh em uống cái anh em nói người ta chỉ anh em là 1 gram, cái đó 2 gram, hay là 1 gram, 2 gram, 2 gram, 2 gram, mỗi thứ anh em chơi là nắm đại vô này em nấu. Còn hút nào nó hay vậy được, cái đó là nó tại phải nó dụng đi luôn bệnh viện, đúng không? Nó cũng y như vậy thôi, nó phải có cái liều lượng sử dụng. Những cái thuốc kháng sinh là pha một muỗng gỡ thì tự để pha nha, chứ mình chỉ sao nó hết được anh em thì mình chỉ nói vậy thôi, chứ phải là mua hai gói gì đổ đại một thao vậy trộn chan luôn. Cái là kêu là gà sẽ bị ngộ độc, kêu là ngộ độc luôn, gà anh em đi mau hơn nữa. Cái anh em thuốc không hay, bởi mình nói anh em nuôi gà lúc nào phải có kháng sinh, mình trộn cho gà ăn từ từ. Rồi gà bệnh mình chích, con gà nó ủ bệnh á, đang ủ bệnh á thì nó có ăn kháng sinh nó vô thì con gà nó cũng khỏe nè. Anh em pha nước pha trộn nước ăn, bởi cái nào không có cái nào mà mình chỉ cho em hết, phải học từ lớp 1 tới lớp 12 anh em, chứ đâu có ai mà chỉ cho em cái đụng từ lớp 1 tới nhảy lớp 12 anh em. Lớp 2 lớp 3 không có học đâu được, phải học chứ, đúng không? Thì mình chỉ nói cho anh em nghe và anh em tham khảo, anh em để anh em tìm cách xử lý thôi, đúng không? Nhớ nha, xử lý vậy con gà anh em nó mới đạt ok qua cái mùa dịch bệnh này. Mình phải biết nhìn bệnh nè và biết sử dụng thuốc nè thì gà mình nó mới hiệu quả, chứ đừng có mà dựa trên cái mà kháng
cái vaccine mà để mà trị con gà anh em nó hết bệnh, hay là gà bệnh rồi mua cho bổ gắt nó chết quá, con gà mới bệnh bắt ra nó chết đi, bắt ra đi bé giờ sẽ bữa hai bữa đem người khác vô nuôi không bị gì hết. Tại vì cái gió bệnh đi khu vực đó đó chỉ từ 3, 5, 7 ngày, 7 ngày là ngày cuối á, là bắt đầu gà này con nào mạnh là mạnh luôn, còn con nào suy là suy hết, là từ 3 ngày 5 ngày nó chết hết trơn, còn đâu nó tới 7 ngày. Bởi vì mình mới nói anh em trộn thuốc kháng sinh cho gà ăn từ 5 tới 7 ngày, phải trộn liên tục đi đó, cho nó ăn nó uống, cho ăn uống, con nào bệnh thì chết, còn con nào không bệnh trộn kháng sinh, chứ không phải là gắt vô bột. Gắt vô bột là chết hết trơn rồi mới gắt rồi mẹ. Thường anh em quay á, thường gắt vô bột là gà không còn nhiễm trùng cho nó, gắt vô bột chi vậy, nó có được kích lửng gì đâu, chứ không phải là gà dịch bệnh cái anh em mua cái mấy cái có sát khuẩn này là xịt tùm lum tùm lá cho nó, chứ không phải như vậy. Nhớ nha, trị bệnh cho gà là trị từ trong ra ngoài, chứ không phải là xịt ở ngoài vô vậy là con gà nó hết. Những cái mà sát khuẩn hay là gỡ vô bột á là trị bề ngoài thôi, là tinh thần thôi, là sát khuẩn thôi. Anh em xịt cái sát khuẩn vòng vòng đó, nhưng mà gió đi qua hồi nó gió hậu tới rồi anh em xịt về là con vi khuẩn nó chết hay gì. Mà hơn gắt vô bột là anh em đợi gà chết cho tôi mới gắt không. Gắt vô bột cũng là một cái tinh thần thôi, chỉ là một cái tinh thần cho anh em thôi. Ờ là ổn định là tao gắt vô bột gà không chết. Thật sự không phải như vậy. Nhớ nha, nó mang tính chất là sát khuẩn, chứ không phải giúp con gà anh em gắt vô bột là gà không chết. Hay là sát khuẩn là gà không chết. Mình phải cho ăn kháng sinh, đủ kháng sinh từ trong ra ngoài. Cũng như tại sao mà như dịch bệnh này nọ, người ta kêu anh em ăn cam. À, ta phải dột vận động lên, ăn cam làm gì, đồ chua, tăng sức đề kháng lên, hay là mua viên C uống đó, tăng sức đề kháng lên, và vận động ta phải dột để mình tăng sức đề kháng, để mình kháng lại cái bệnh đó. Nếu mà có bệnh vô thì mình uống thuốc nó mang hết thân, những người mà bỏ không uống gì hết và không có tập gì hết, anh em hiểu không? Nó cái nguyên tắc nó cũng y như mà anh em nuôi gà vậy thôi. Anh em phải trị từ trong, chị từ trong ra, chứ không phải là mua sát trùng xịt như là do bột gắt ra ngoài là gà nó chị từ ngoài, chứ không phải nó đi vô trong ủ bệnh cái dàn gà anh em trên này. Bởi mà nó kêu anh em là sử dụng gói sát, mấy gói kháng sinh bột anh em mua, anh em pha ăn uống đi đó, con nào bệnh thì anh em chích thuốc nha, nó mới mong là cứu được giữa gà anh em. Còn gãy gà anh em đang bị dịch, anh em mua thuốc này nọ gì là chảy rồi, nó ủ bệnh nó dập vô cái là gà anh em gục liền, chịu nổi. Bây giờ đang dịch bệnh gà đó, nó chết hàng lọt rồi, hàng lọt đó, thấy không? Anh em nói là nhiều dịch tới là nó sạch sẽ. Tại vì mình ý y vaccine, mình ý y á, thấy không? Ý vaccine, tự ý y là chích vô lỏng sao, sự phải anh em. Nếu mà vaccine mà nó hàng tháng vậy là không ai bán gì cho khúc gì, trị bệnh như khúc, không ai làm bán cho anh em làm mẹ gì. Nó có kết quả gì đâu, đúng không? Phát chích vaccine vô là gà không bị chết á. Đó, sự không phải. Anh em nhớ cho mình những cái đó nha. Những cái này mình nói cho anh em là cái kiến thức của mình nói á, kiến thức mình nói cho anh em hiểu á, rồi để anh em tham khảo và anh em nhìn là những con gà mình từ đó giờ nó bị tại sao chết. Thì mình đã làm sai cái gì thì mình sửa. Mình ngã mình phải đứng lên. Cái gì cũng phải học nha anh em.